Dạ em xin kính chào với cô chú, anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bộ sai kỹ trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hiện tại là em đang có mặt tại vườn mai của em Kha ở chợ Lách Bến Tre cô chú anh chị ha. Dạ vườn em Kha thì hôm nay mình có khoảng 25 cây siêu bông Bình Lợi với lại siêu bông Sài Gòn, cúc Thảo Hương giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. Mong quý cô chú mình yêu thương ủng hộ cho em Kha, ủng hộ kênh ạ. Em xin phép vô clip chia sẻ lên cô chú anh chị ha. Hà chị xin chào em Kha. Dạ em chào chị, em chào cô chú chị tên kênh ạ. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước ạ. Số điện thoại của em là 0393 843 842 cũng là số Zalo ạ. Dạ rồi em xin giao lưu mã số thứ hai, mã số 51. Dạ. Là một cây siêu bông Bình Lợi. Hoành trụ di tí này là 29. Chiều cao là 83. Tán ngang là 75. Dạ mã số 51. Một cây siêu bông Bình Lợi này em xin giao lưu là 1,5 triệu 3 xiết. Tặng cậu luôn. Được non mất ruột luôn coi chứ chị ha. Cây này cũng có một khối đá luôn nha cô chú anh chị, nở củ nở đá luôn ha. Rồi. Mã số 52. Dạ mã số thứ hai, mã số 52. Một cây bạch mai tăng tăng cô chú anh chị. Còn cái vị trí này là 29. Củ đế đặc này là 50. Chiều cao 60. Tán ngang 60 luôn. Và mã số 52, một cây bạch mai tăng tăng này em xin giao lưu là 1,9 triệu bao ship. Tặng chậu. Cái tược non nó ra rất là dễ thương luôn với anh chị ha. Này. 53 phải không bì? 53. Mã số 53. Dán cực trên cô chú anh chị toàn thông luôn ha. Dạ mã số tiếp theo, mã số 53. Một cây siêu bông Bình Lợi, hoành 26. Dạ. Chiều cao là 80. Tán ngang là 80 luôn. Và mã số 53. 53 một cây siêu bông Bình Lợi này em xin giao lưu là 1,6 triệu 23 xiết. Tặng trọng. Dạ mình ghép đủ chi thì tặng luôn á cô chú anh chị, chọc ghép rồi ta bằng cái ống hút hết trơn này ha. Có đế cũ nở luôn. Rồi. Mã số 54. Không vậy? 54 là một cây siêu bông Bình Lợi cô chú anh chị. À, cây này tàn thùm lùm luôn rồi nha cô chú anh chị ha. Hoành là 28. Dạ. Củ đế đặc này là 55. Chiều cao là 86. Tán ngang là 86 luôn. Dạ mã số 54, một cây siêu bông Bình Lợi này em xin giao lưu là 2,5 triệu bao ship. Tặng chậu. Trời Tết nay cái cây này là cái tàn ngon lành luôn á chú anh chị. 2,5 triệu. Mã số 54. Bao ship tặng chậu. Dạ thang này lên một cục chế đặc luôn nha cô chú anh chị ha. Dạ. Mã số 55. Mã số 55 cũng là một cây siêu bông Bình Lợi của chú anh chị. Còn cái vị trí này là 28. Cuối đặt này là 45. Chiều cao là 60. Tán ngang 60. Dạ mã số 55, một cây siêu bông Bình Lợi này em xin giao lưu là 1,5 triệu bao ship. Tặng chậu. Cái này mình ghép có 4 bao thôi cô chú anh chị, là tàn ấm tàn luôn nha cô chú ha. Đó, 56. Dạ mã số tiếp theo, mã số 56. Một cây siêu bông Bình Lợi. Còn cái tí này là 22. Tủ để đặt này là 43. Chiều cao là 57. Trái ngang 60. Dạ mã số 56. Một cây siêu bông Bình Lợi này em xin Zalo là 1.200.000 em bao ship tặng cậu. Dạ 1.200.000 cô chú anh chị. Mã số 57. Dạ mã số tiếp theo mã số 57. Dán trực não cũ đế luôn á cô chú anh chị ha. Còn chủ tí này là 29. Chiều cao là 88. Tá ngang là 70. Dạ mã số 57. Một cây siêu bông Bình Lợi này em xin cho luôn là 1.800.000 em bao ship. Dạ, tặng cậu. Nước ruột luôn hết cô chú anh chị. Cốt cành cái này là đều tứ diện luôn nha cô chú nha. 1.800.000 em bao ship tặng cậu. À, đế thì đế đều luôn hết cô chú anh chị. Dạ. Dạ. Rồi. 58. Dạ mã số thứ hai mã số 58. Cái tàn quá khá cái tàn luôn hết. Cái này chơi cái vụ của chính chị. Dạ. Cục đế cũng đều nha cô chú nha. Còn chú vị trí này là 25. Chiều cao là 80. Tán ngang là 80 luôn. Dạ mã số 58. Một cây siêu bông Bình Lợi này em xin cho luôn là 1.600.000 em bao ship. Dạ. Tặng cậu luôn. Cây này chơi cây dù đẹp luôn chứ chị. Đế cũ nở luôn á chứ chị. Dạ rồi. Cây dù mã số 59. Dạ mã số tiếp theo mã số 59. Một cây siêu bông Bình Lợi của chú anh chị. Đầu hành tí này là 25. Chiều cao là 58. Trái ngang là 50. Và mã số 59. Một cây siêu bông Bình Lợi này em xin Zalo là 900. 900 em bao ship tặng cậu. Tàn đều tàn nha cô chú anh chị. Mã số 60. Một cây siêu bông Bình Lợi của chú anh chị. Đầu hoành là 23. Chiều cao 50. Tán ngang 70. Và mã số 60. Một cây siêu bông Bình Lợi này em xin cho lưu là 1.300.000 em bao ship. Tặng cậu luôn. Thân lắc hài đầu luôn ha. Rất nhiều chọt ghép lắm nha cô chú anh chị. Và mã số tiếp theo mã số 61. Cái này không cao luôn nha cô chú anh chị. Cái này không cao ship tặng vàng cô chú anh chị. Giờ hoành chú vị trí này là 34. Dạ. Còn đó xếp lên trên là 30 đúc. Chiều cao là 1m20. Trái ngang là 85. Dạ mã số 61. Một cây siêu bông Bình Lợi này em xin Zalo là 2.800.000 em bao ship. Dạ. Tặng cậu. Cái này mình ghép đủ chi điều tặng hết trơn rồi cô chú anh chị nha. 2.800.000 em bao ship tặng cậu. Cái này cao ship đắt tiền của chú anh chị. Cái phôi không cũng cốt cành đều nữa nha cô chú anh chị. Nở đế nở cũ luôn hả? Đây là thấp thân cao của chú anh chị. Mã số 62. Rồi mã số tiếp theo mã số 62. Cây này lùng liền nha cô chú anh chị ha. Một cây siêu bông Bình Lợi. Cây này hồi vận chuyển bị dập da đây cô chú anh chị ơi. Mắc giá tại bán giá mèo của chính trị. Nhà hoành là 26. chiều cao là 50, cá ngăn là 70 và mã số 62. Một cây siêu bông Bình Lợi này em xin Zalo là 800 em bao ship tặng cậu. Tại bị hồi cây phôi vận chuyển chập gian nên em bán giá mềm cho cô chú anh chị. 3, 5, 7, 9 luôn cô chú anh chị nha. Tại cái mã số 63. Cây này cũng dùng lực rất lớn nha cô chú anh chị. 63 là một cây siêu bông Bình Lợi cô chú anh chị. Hoành là 32, chiều cao là 75, cá ngàn là 75 luôn. Dạ mã số 63, một cây siêu bông Bình Lợi này em xin Zalo là 2,5 triệu với bao ship tặng cậu. Dạ, cái phôi này nó lục lắm cô chú anh chị ha, mã cũ đá luôn hả? Chiều 64. Dạ mã thứ theo mã số 64. Một cây siêu bông Bình Lợi cô chú chị. Nó siêu cũ nổi luôn cô chú anh chị ha. Đang đi kêu đọt rất vượt luôn đó cô chú anh chị. Có mấy thực dần cô chú anh chị. Kêu lại chị. Rồi bàn tí này là 27, chiều cao là 73, cá ngang là 70 và mã số 64. Một cây siêu bông Bình Lợi này em xin Zalo là 1,4 triệu em bao ship, 1,4 triệu em bao ship tặng cậu. Là mã số thứ hai, mã số 65. Một cây siêu bông Bình Lợi luôn của chính trị. Gần tới vị trí này là 32, chiều cao là 70, cá ngang là 70 luôn. Và mã số 65, một cây siêu bông Bình Lợi này em xin Zalo là 2,5 triệu bao ship tặng cậu. Cây này nở cũ nở đế luôn cô chú chị ha, 2,5 triệu nha cô chú chị. Đây rồi, 66. Dạ mã số tiếp theo mã số 66. 66 là một cây Bạch Mai Tăng Tăng. Dạ. Bành chủ vị trí này là 25, chủ đế gom này là 42, chiều cao là 80, cá ngang là 55 và mã số 66. Một cây Bạch Mai Tăng Tăng này xin Zalo là 1,4 triệu em bao ship tặng cậu luôn. Toàn ấm toàn luôn rồi cô chú ha. Thân lót cái cũ ha. Rồi rồi. Mã số 67 là một cây Bạch Mai Tăng Tăng luôn cô chú anh chị. Dáng cực tàn dù nổi cũ luôn cô chú anh chị ha. Rồi chú vị trí này là 25. Dạ. Chiều cao là 70. Cá ngang là 65 và mã số 67. Một cây Bạch Mai Tăng Tăng này em xin Zalo là 1,6 triệu em bao ship. Cái được bao la dễ thương quá trời luôn cô chú anh chị. Tặng cậu luôn cô chú anh chị. Lấy chụp cũ đế đặt luôn. Rồi. Mã số 68. Và mã số thứ hai, mã số 68 là một cây siêu bông Bình Lợi. Dùng lực rất lớn cô chú anh chị. Còn chủ vị trí này là 29. chiều cao là 50, trái ngang là 58. Dài cái bo này là cả thước của chính chị, dài cái bo này là 85. Dạ mã số 68 một cây siêu bông Bình Lợi này em xin cho lưu là 1.300.000 em bao ship, em sẽ không ship chậu. Ship 4 bao nha cô chú anh chị ha. 1.300.000 bao ship em thôi sẽ không ship chậu. Dạ. 69 không vậy? 69. Dạ mã số tiếp theo mã số 69 là một cây siêu bông Sài Gòn. Hoành là 27. Chiều cao 50, trái ngang 50 luôn. Và mã số 69 một cây siêu bông Sài Gòn này em xin cho lưu là 1.600.000 em bao ship. Dạ. Tặng cậu. Cái mình đơn tàn là đang đi câu đọc mới luôn á cô chú anh chị. Cái khơi lùng lực mà cốt cành đều luôn ha. Đế chảy đều miệng chậu nha cô chú anh chị. Và mã số thứ hai mã số 70 một cây siêu bông Sài Gòn của chú anh chị. Dạ, thân thì lắc rồi nha. Hoành là 25. Chiều cao là 65. Tán ngang là 50-55. Dạ mã số 70 một cây siêu bông Sài Gòn là em xin lưu là 1.500.000 bao ship. Dạ. Tặng trọng. Ghép 7 bo nha cô chú anh chị ha. Thân thì lắc đế khá là đều luôn ạ. 71. Dạ mã số thứ hai mã số 71. Dáng trực cốt cành đều luôn cô chú anh chị ha. Một cây siêu bông Sài Gòn. Mình chi tí này là 25. Chiều cao là 80. Trái ngang là 75. Dạ mã số 71 một cây siêu bông Sài Gòn này em xin giao lưu là 1.500.000 bao ship tặng cậu. Dạ. Em thì cốt cành đều trơn rồi cô chú anh chị. Đế cũng khá đế luôn ha. Dạ. Mã số 72 một cây siêu bông Sài Gòn rồi cô chú anh chị. Dạ, cây này lùng liền thân lát luôn á. Mình chú vị trí này là 27. Chiều cao là 54. Tán ngang là 37. Và mã số 72 một cây siêu bông Sài Gòn này em xin giao lưu là 1.400.000 em bao ship tặng cậu. Dạ. Rồi, mã số 73. Dạ mã số tiếp theo mã số 73. Cái này lùng lực luôn ha cô chú anh chị. 73 là một cây nhị ngọc toàn của chú anh chị, có nở bông luôn của chú anh chị. Dạ. Và hoành là 25. Chiều cao là 53. Tán ngang là 60. Và mã số 73 một cây nhị ngọc toàn này em xin cho lưu là 1.500.000 bao ship tặng cậu. Lùng lực tăng lách đều tàn luôn á quý cô chú anh chị. Đang đi thêm cơ độc mới nữa nha cô chú ha. Dạ rồi. Mã số 74. Dạ mã số thứ mã số 74. 74 là một cây cúc không nhảy của chính chị. Dạ, cúc không nhảy Hoàng Quyết Long của chính chị ha. Hoành là 18. Dạ. Cái này bị lỗ nhẹ đây cô chính chị. Chị kề cái lỗ này là 10 cm. Dạ. Khi ship em sẽ vô dây chỉ sửa cho cô chú anh chị. Đế nương thân lắc không cô chú anh chị. Chiều cao là 54. Tán ngang là 80. Và mã số 74 một cây cúc không nhạy và quyết long này em xin giao lưu là 900 em bao ship tặng cậu. Dạ, cây này lấy bo đã luôn cô chú anh chị ha. Bo dài thường luôn con có. Tặng cậu. Con có lọc bông luôn nha cô chú anh chị. Nhưng mà nắng quá nó xỉu thôi nha cô chú ha. Cái này cái chột ghép là khá là to luôn à. Rồi. Mã số 75. Dạ, mã số tiếp theo, mã số 75 là một cây cúc không nhảy luôn cô chú anh chị. Dạ. Thả bo dài thượt lượt luôn cô chú anh chị ha. Cái bông nó không có nhị, nó tròn như trái banh, nhìn dễ thương lắm cô chú anh chị. Thân thì lắc luôn cô chú anh chị ha. Đế có mua một khối đế nha cô chú anh chị. Giờ mình chi tiết này 21. Chị Kha là 60. Tán ngang là 75. Dạ, mã số 75 một cây cúc không nhị Hoàng Quyết Long này em xin Zalo là 1.200.000 bao ship tặng chậu. Dạ, 1.200.000. Có một bông trên cây luôn cô chú anh chị. Dạ, mã số 75 cũng là mã số clip của em luôn. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Dạ, xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị ha.